Chào quý vị, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với quý vị những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2021. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Đóng giả nhân viên UPS cướp hơn 7.000 đô la khi đột nhập nhà. Cảnh sát thành phố New York đang truy lùng hai người đàn ông và họ nói rằng đóng giả là nhân viên giao hàng và cướp một gia đình bằng súng vào tối hôm thứ Hai. Theo Sở Cảnh sát thành phố New York, viết tắt là NYPD, thì hai nghi can đã đến căn hộ Morris Height ở Bronx vào khoảng 5 giờ chiều. Vào thời điểm đó thì người bà đang ở với hai đứa cháu của họ, theo PIX 11 News. Cảnh quay an ninh từ khu chung cư cho thấy những người đàn ông mặc áo khoác nâu và đội mũ len màu nâu. Chiếc mũ đằng sau có chữ UPS, một trong những người đàn ông đang cầm một chiếc hộp, thông báo rằng họ là nhân viên của UPS với công việc giao hàng cho gia đình. Người bà 60 tuổi mở cửa và bị đẩy sang một bên bởi người đàn ông cầm chiếc hộp, nơi ông ta cầm một khẩu súng lục. Người đàn ông thứ hai theo anh ta vào trong căn hộ. Sau đó, cặp đôi đe dọa người phụ nữ, chồng của cô 63 tuổi, cháu trai của họ 8 tuổi và cháu gái 6 tuổi, yêu cầu họ tự trói mình bằng dây buộc. Đừng nói gì cả, đừng làm gì cả, để chúng tôi làm việc nhanh chóng, một trong những tên cướp nói với gia đình. Sau đó thì cặp đôi này bị cáo buộc đã lấy đi hai chiếc iPhone, một iPad và một số tài liệu, sau đó bẻ khóa két sắt cá nhân của các cặp đôi và đập vỡ các con heo đất của bọn trẻ, kiếm được khoảng 7.500 đô la tiền mặt. Cảnh quay an ninh cho thấy những người đàn ông rời đi với tài sản trộm được, không có nạn nhân nào bị thương trong vụ việc. NYPD đang kêu gọi công chúng báo cáo bất kỳ thông tin nào có liên quan đến tội phạm. Người đàn ông đầu tiên được nhìn thấy lần cuối cùng đội chiếc mũ len màu nâu, khẩu trang màu nâu, áo khoác nâu, áo len có mũ màu xanh lá cây, quần đen và giày đen. Người đàn ông thứ hai được nhìn thấy đeo khẩu trang màu đen, áo trùm đầu màu đen, quần jean xanh và giày đen. Bất kỳ ai có thông tin về những kẻ tình nghi này hoặc nơi ở của họ đều được khuyến khích báo cáo cho cơ quan ngăn chặn tội phạm bằng cách gọi 1-800-577-TIPS, truy cập. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì một cặp vợ chồng gốc Việt đã bị cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu với hai đứa trẻ ở trên xe. Một cặp vợ chồng gốc Việt ở Morgantown, West Virginia đã bị buộc tội vì bị cáo buộc là lái xe trong tình trạng say rượu khi chở hai đứa trẻ trong một chiếc xe. Vào ngày 20 tháng 12, các viên cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Fairmont đang đi tuần tra định kỳ tại khu vực Fairmont Avenue. Ở Fairmont thì họ quan sát thấy một chiếc xe Lexus GS SUV màu xám đang đi trên làn đường hướng Bắc và đổi hướng theo đơn tố cáo hình sự. Sau khi nhìn thấy chiếc xe rẽ vào giữa các vạch trắng và vàng được đánh dấu, thì các cảnh sát viên đã bật đèn báo khẩn cấp và còi báo động để dừng xe. Khi tiếp cận với chiếc xe, thì các viên cảnh sát đã nhìn thấy hai trẻ em ngồi ở hàng ghế sau và xác định tài xế là Hùng Hoàng, 40 tuổi, và người ngồi kế bên, Phượng Nguyễn, 36 tuổi. Các viên cảnh sát nhìn thấy mắt của Hùng Hoàng có vẻ đỏ và họ ngửi thấy mùi rượu từ hơi thở của anh ta, theo đơn khiếu nại. Khi các viên cảnh sát hỏi Hoàng rằng anh có uống gì tối nay hay không, thì anh ấy trả lời rằng anh ấy có uống hai chai rượu và bị xỉn. Các viên cảnh sát cho biết, tại thời điểm đó thì cảnh sát yêu cầu Hoàng thực hiện một loạt các bài kiểm tra mức độ tỉnh táo tại hiện trường. Trong thời gian đó, anh ta có biểu hiện không tốt trong tất cả các bài kiểm tra và các viên chức đã bắt giữ anh ta theo đơn tố cáo. Các viên cảnh sát sau đó thì nói chuyện với Nguyễn, người nói với các viên cảnh sát là cô ấy biết Hoàng đã uống hai chai rượu và cho phép anh ta lái xe, và rằng cô ấy đã uống nửa chai rượu. Một cuộc kiểm tra máy thở cho kết quả là 0,97% nồng độ cồn trong máu, và Nguyễn đã bị bắt giữ, đứa trẻ 3 tuổi ngồi ghế sau không cài dây an toàn. Hoàng và Nguyễn bị khởi tố hai tội danh gây nguy hiểm cho trẻ em. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì nhân viên McDonald's nhảy ra khỏi cửa drive-thru để cứu người phụ nữ mắc nghẹn. Vào hôm thứ Bảy thì nhân viên Sydney Riley, 15 tuổi, làm việc tại McDonald's ở Eden Prairie, phía nam của Minneapolis, nói với CNN rằng cô đang giao thức ăn tại drive-thru thì nhận thấy một người phụ nữ mắc nghẹn vì chicken nugget và lao ra ngoài cửa sổ để giúp đỡ người phụ nữ. Riley đã thực hiện động tác Heimlich là một biện pháp sơ cấp cứu ban đầu nhằm mục đích đẩy dị vật ra khỏi đường thở.
Cô ấy khạc nhổ như điên và tôi nhận thấy cô ấy đang nghẹn, Sydney nói với CNN. Con gái cô ấy đang ngồi trên ghế phụ và trông cô ấy rất hoảng sợ. Tôi ngay lập tức biết, ồ không, cô ấy bị nghẹt thở. Riley đã kêu gọi một người lạ giúp cô tiếp tục thao tác Heimlich và cả hai đã làm việc để loại bỏ thành công thức ăn khỏi cổ họng của cô. Người phụ nữ đã có thể thở lại một lần nữa và cảm ơn Riley, người đã nhận được $100 từ quỹ của sở cảnh sát Edina dành cho những người làm việc thiện trong cộng đồng. Cha của Riley nói với KARE 11 rằng cô bé đang ở trong giai đoạn tự kỷ và ông ấy tự hào về con gái. Paul Ostergaard, chủ sở hữu nhượng quyền của McDonald's, nói với USA Today rằng ông vô cùng tự hào về cách Sydney bảo vệ khách hàng. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì nhân viên giao đồ ăn đã cứu mạng một khách hàng đặt bữa ăn cuối cùng. Một nhân viên giao đồ ăn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã cứu mạng một khách hàng muốn tự tử nhờ để ý đến dòng ghi chú đặt hàng bữa ăn cuối cùng của đời tôi. Sau khi chú ý đến dòng ghi chú lạ lùng và không thấy người ra mở cửa thì nam nhân viên này đã gọi cảnh sát thông báo rằng anh ta nghi ngờ khách hàng có thể tự tử. Khi cảnh sát và lính cứu hỏa đến nơi, người đàn ông chính là vị khách hàng đặc biệt kia đã từ chối mở cửa, thậm chí còn đe dọa sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ. Cảnh sát đã thuyết phục anh ta bình tĩnh, trong khi các nhân viên cứu hỏa bí mật đi vào phòng và cứu được anh ta. Người nhân viên giao hàng đã được cảnh sát tuyên dương vì sự nhanh trí. Trước khi cảnh sát đến nơi, người đàn ông này đã uống 60 viên thuốc ngủ. Anh ấy cảm thấy tuyệt vọng và có lỗi với cha mẹ mình vì thua lỗ trong đầu tư. Phía cảnh sát cho biết, một người đàn ông tuyệt vọng đang kêu cứu lần cuối. Tôi rất vui vì người giao đồ ăn đã biết được sự tình, một cư dân mạng bình luận. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì cây thông Noel nổi tiếng nhất nước Mỹ, cây thông Noel tại Rockefeller, được thắp sáng bằng 8 cây số dây điện, với hơn 50.000 đèn LED, trên đỉnh là ngôi sao ghép từ 3 triệu viên pha lê. Một trong những hoạt động Giáng sinh hút khách nhất ở New York là lễ thắp sáng cây thông Rockefeller. Người New York có một câu nói, chưa phải là Giáng sinh khi cây thông Rockefeller chưa được thắp lên. Cây thông nằm ở tòa nhà chọc trời 30 Rockefeller Plaza ở trung tâm Rockefeller, một khu phức hợp gồm 19 tòa nhà thương mại, nằm ở khu Midtown Manhattan hoa lệ. Cứ đến dịp Giáng sinh thì hàng nghìn du khách kéo đến quảng trường này hàng năm để xem lễ thắp đèn cây thông Noel. Năm nay thì cây được chọn để trang trí Giáng sinh là một cây vân sam Na Uy, được chuyển đến từ Elton, Maryland. Nó khoảng 85 tuổi, cao 24m và rộng 13,7m, nặng 12 tấn. Nó là một cây cổ thụ trong vườn nhà ông bà Devon và Julie Price. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ một cái cây trong vườn nhà tôi lại được chọn để trở thành cây thông Rockefeller. Ông Devon cho biết vợ chồng ông vốn lo nó bị đổ vì bão. Cây thông được thắp sáng với hệ thống 8 cây số dây điện, với hơn 50.000 đèn LED đủ màu. Trên đỉnh là ngôi sao Swarovski 70 cánh, được tạo từ 3 triệu viên pha lê nặng tổng cộng 408 kg. Truyền thống có từ năm 1931 khi các công nhân xây dựng trang trí một cây thông Noel cao 6m. Lễ thắp sáng cây thông đầu tiên diễn ra 2 năm sau đó. Năm 1942, 3 cây được dựng lên với 3 màu đỏ, trắng và xanh để vinh danh những người lính trong Thế chiến thứ 2. Năm 1949 thì cây thông được sơn màu bạc để giống như phủ tuyết. Năm 1954 là lần đầu tiên lễ thắp sáng được phát sóng trên TV. Năm 1999, cây lớn nhất trong lịch sử được dựng lên tại Rockefeller, cao hơn 30m. Năm 2001 thì cây trang trí màu đỏ, trắng và xanh để tưởng niệm thảm kịch 11 tháng 9 bên cạnh đó. Khi mùa Noel qua đi, cây thông Rockefeller còn phục vụ một mục đích thiết thực hơn nữa. Sau khi bị đốn hạ vào đầu tháng 1, thì cây được tặng cho tổ chức môi trường sống với nhân loại và biến thành gỗ để làm nhà. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì thấy con voi con khó di chuyển, voi mẹ có hành động sững người. Sự thông minh và gắn bó của loài voi khiến chúng ta bất ngờ về cách mà chúng giúp đỡ nhau để vượt qua khó khăn. Một đoạn video thú vị được ghi lại ở vườn quốc gia Malamala, Nam Phi cho thấy loài voi thực sự rất thông minh và tinh ý. Chúng cũng vô cùng đoàn kết để cùng nhau vượt qua khó khăn.
Trong đoạn video thì voi con dù đi lại chưa vững nhưng đã bị đặt ra thử thách quá lớn khi nó phải vượt qua một gờ đất để theo kịp với đàn. Dù tìm đủ mọi cách, thậm chí di chuyển sang địa hình thấp hơn, song voi con vẫn không thể tự vượt qua gờ đất. Nó nhiều lần thử quăng mình lên qua gờ đất nhưng không thành công. Trong một phân đoạn, voi con đu được lên, dùng hai chân trước để làm điểm tựa nhưng lại không thể rút theo hai chân sau, khiến nó bị mắc kẹt trong tư thế này. Sau nhiều lần để cho voi con thử leo thì voi mẹ đứng ở kế bên cuối cùng đã dùng vòi tạo thành một cái thòng lọng. Sau đó cuốn ngang bụng con voi con rồi nâng nó lên gờ đá một cách dễ dàng. Nhiều người chứng kiến hành động này đã sững người và thắc mắc tại sao voi mẹ có thể nâng con lên dễ dàng như thế. Nhưng phải một lúc lâu sau mới làm điều này. Có thể đó là ý đồ của voi mẹ khi nó muốn đào tạo cho voi con để chúng biết cách vượt qua thử thách, chứ không phải chỉ biết dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác. Sự thông minh và tình cảm của con voi mẹ dành cho voi con đã khiến chúng ta phải cảm động và suy ngẫm. Voi là động vật có vú thuộc họ Elephantidae, cận ngành và là động vật trên cạn lớn nhất hiện nay. Ba loại hiện được công nhận gồm có voi đồng cỏ châu Phi, voi rừng châu Phi và voi châu Á. Voi thường tổ chức thành các xã hội phân hạch hợp hạch, trong đó gồm nhiều nhóm gia đình liên kết với nhau để giao tiếp. Con cái thường sống trong các nhóm gia đình, bao gồm một con cái với các con non của nó hoặc một số con cái có quan hệ họ hàng. Các nhóm này không có con đực, chúng được dẫn dắt bởi con cái già nhất theo hình thức mẫu hệ. Voi có tuổi trung bình là 70 tuổi, tuổi thọ trung bình là 70 tuổi. Trong tự nhiên, chúng giao tiếp bằng xúc giác, thị giác, khứu giác và thính giác. Không chỉ vậy, voi còn sử dụng sóng hạ âm và giao tiếp địa chấn để viễn thông biểu hiện khi chúng như đang sống, đang rống lên. Trí thông minh của voi được so sánh với các loại linh trưởng và bộ cá voi. Chúng dường như có sự tự nhận thức và thể hiện sự đồng cảm với những thành viên đang hấp hối hoặc là đã chết. Cũng vì trí thông minh nên voi có thể học và ghi nhớ rất nhanh các kỹ năng đơn giản. Chúng đã được con người thuần hóa làm vật nuôi có ích, chủ yếu làm những công việc như kéo gỗ, kéo cày, kéo cây và để biểu diễn trong các lễ hội. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì phát hiện ra xác ướp nghìn năm tuổi. Các nhà khảo cổ sững sờ với tư thế kỳ quái, càng nhìn càng thấy rùng rợn. Theo đài CNN mới đây thì các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia San Marcos ở Peru đã tìm thấy một xác ướp được bảo quản khá tốt dưới lòng đất ở giữa quảng trường thị trấn tại địa điểm khảo cổ Casa Maquila, cách thành phố Lima khoảng 25 km. Thông thường thì đa số các xác ướp đều được tìm thấy ở tư thế nằm thẳng, nhưng điều khiến các nhà khảo cổ sững sờ là xác ướp này bị trói bằng dây thừng và đôi tay thì che mặt. Theo phỏng đoán ban đầu của các nhà nghiên cứu, đây có thể là phong tục tang lễ của người miền Nam Peru xưa kia. Xác ướp này được ước tính ít nhất là 800 năm tuổi. Và số tuổi này có nghĩa là nó có từ thời tiền Tây Ban Nha và thậm chí có trước nền văn minh Inca. Những người đã thành lập nên thành cổ Machu Picchu nổi tiếng nhất Peru vào thế kỷ thứ 15. Nhóm khảo cổ đã tìm thấy xác ướp bên trong một cấu trúc ngầm ở ngoại ô thành phố Lima. Bên trong lăng mộ này còn có những món đồ cúng, gồm đồ gốm sứ, dấu vết thực vật và các công cụ bằng đá. Theo ông Peter Van Dalen Luna, thì một trong những nhà khảo cổ học tham gia cuộc khai quật cho biết, việc phát hiện ra xác ướp kỳ lạ này đã làm sáng tỏ những mối quan hệ và tương tác của con người trong thời kỳ tiền Tây Ban Nha. Ông Peter nói với CNN rằng xác ướp rất có thể là một thanh niên từ 25 đến 30 tuổi, từ vùng núi di chuyển đến Casa Maquila. Trước đây là một trung tâm thương mại sầm uất vào thời kỳ tiền Colombia. Việc xử lý bằng phương pháp carbon phóng xạ sẽ giúp xác định niên đại của xác ướp chính xác hơn, ông nói. Công việc khai quật bắt đầu vào giữa tháng 10 với sự tham gia góp sức của một nhóm 40 người do Van Dalen Luna và nhà khảo cổ học Jomira Huaman Santillan dẫn đầu. Và phát hiện này đã gây bất ngờ vì họ vốn dĩ không có ý định tìm kiếm xác ướp. Toàn đội thực sự rất vui vì chúng tôi không nghĩ điều này sẽ xảy ra, ông Huaman nói với CNN. Chúng tôi không hề nghĩ rằng mình có một khám phá quan trọng như vậy. Một điểm bất ngờ khác là các nhà khảo cổ còn tìm thấy xác của một số loài nhuyễn thể biển bên ngoài ngôi mộ của xác ướp.
Theo ông Van Dalen Luna, đây là điều vô cùng bất thường vì Casa Maquila cách bờ biển tới 25 km. Nhuyễn thể biển không thể bò đi xa như vậy được. Van Dalen Luna cho biết sau khi xác ướp được đặt trong lăng mộ thì có những sự kiện và hoạt động liên tục xảy ra. Điều đó có nghĩa là con cháu của họ tiếp tục quay trở lại trong nhiều năm, đặt thức ăn và lễ vật ở đó, bao gồm cả động vật thân mềm. Xương của loài lạc đà không bướu cũng được tìm thấy bên ngoài lăng mộ. Và Van Dalen Luna cho biết đây là món ăn thường được người dân thời đó ăn, và vì vậy những miếng thịt lạc đà sẽ được dâng cho những người đã khuất. Đặc điểm nơi phát hiện ra xác ướp khiến các nhà nghiên cứu kết luận rằng đây không phải là một công dân bình thường mà có thể là một người quan trọng trong xã hội đương đại. Việc tìm thấy một xác ướp với những đặc điểm này ở giữa quảng trường cho thấy rõ đây là một người có địa vị cao, ông Van Dalen Luna nói, và cho biết thêm rằng đó có thể là một thương nhân giàu có. Nhóm nghiên cứu hiện sẽ thực hiện các phân tích chuyên biệt hơn, bao gồm xác định niên đại bằng carbon, cho phép họ thu hẹp khoảng thời gian mà người này từng sống và biết thêm chi tiết về danh tính. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì Ngũ Giác Đài đã triển khai thêm 1.000 quân để trợ giúp các bệnh viện. Tòa Bạch Ốc đã chỉ thị cho Ngũ Giác Đài điều động thêm 1.000 quân đến để trợ giúp tại các cơ sở y tế trên khắp đất nước vào đầu năm tới như một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm chống lại sự gia tăng gần đây của các trường hợp COVID-19. Ông Joe Biden cho biết trong bài phát biểu hôm thứ Ba rằng 1.000 nhân viên quân y sẽ giúp đỡ tại các bệnh viện bị quá tải và kiệt sức do thiếu nhân sự. Các nhân viên sẽ tham gia cùng với khoảng 300 bác sĩ, quân đội, y tá, nhân viên y tế và các nhân viên y tế khác được triển khai kể từ khi bắt đầu phát hiện ra biến thể Omicron vào tháng trước đến 12 bệnh viện ở 7 tiểu bang Colorado, Indiana, Michigan, Minnesota, Montana, New Mexico và Wisconsin. Biden không cho biết 100 quân bổ sung hay 1.000 quân bổ sung sẽ đến từ đâu hoặc họ sẽ được gửi đi đâu. Trước đó hôm thứ Ba, thì phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài là John Kirby cho biết Bộ Quốc phòng đang làm việc với Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang, viết tắt là FEMA, và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh HHS để tìm hiểu những chi tiết đó. Chúng tôi sẽ làm việc với FEMA, chúng tôi sẽ làm việc với HHS, chúng tôi sẽ làm việc với chính quyền tiểu bang và địa phương khi thích hợp để xác định đúng vị trí, đúng bệnh viện mà họ cần đến, Kirby nói với phóng viên tại Ngũ Giác Đài. Hành động này diễn ra trong bối cảnh các bệnh viện đang rơi vào tình trạng căng thẳng do một lượng lớn bệnh nhân coronavirus, phần lớn trong số họ chưa được chích ngừa. Sự lây lan biến thể đã khiến Tòa Bạch Ốc phải lên kế hoạch cho một số hành động nhằm tăng cường chích ngừa và hạn chế sự lây lan của virus. Nhưng ông Joe Biden nhấn mạnh rằng ông sẽ không tìm hiểu bất kỳ biện pháp phong tỏa mới hoặc hạn chế nào có liên quan đến đại dịch. Là một phần của những nỗ lực đó, hôm thứ Ba, thì ông Biden cho biết chính quyền cũng đang có kế hoạch mua 500 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 để phân phát miễn phí cho người Mỹ và sẽ thiết lập các điểm thử nghiệm liên bang mới trên khắp đất nước bắt đầu từ tháng này. Hành động này đã diễn ra khi khoảng 50 triệu người Mỹ đã nhiễm coronavirus và hơn 800.000 người đã chết kể từ khi bắt đầu đại dịch vào tháng 3 năm 2020. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì Elon Musk tuyên bố là sẽ đóng 11 tỷ đô la tiền thuế cho năm 2021, cao hơn bất kỳ người Mỹ nào trong lịch sử. Mới đây thì người giàu nhất trên thế giới là Elon Musk đã đăng trên Twitter tuyên bố: "Để giải đáp cho những ai đang thắc mắc, tôi sẽ đóng hơn 11 tỷ đô la tiền thuế năm nay. Số thuế này nhiều hơn bất kỳ người Mỹ nào trong lịch sử." Theo dự tính hồi tuần trước của Bloomberg, CEO Tesla có thể đối mặt với khoản thuế hơn 10 tỷ đô la trong năm nay nếu thực thi các quyền chọn mua bán cổ phiếu hết hạn trong năm nay. Theo hãng tin Reuters, tuyên bố của tỷ phú Elon Musk được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren yêu cầu vị tỷ phú này đóng thuế và ngừng bòn rút người khác. Việc tạp chí Time chọn tỷ phú Musk là nhân vật của năm 2021 đã gây ra hàng loạt phản ứng trái chiều đã bùng nổ trên mạng xã hội trong những ngày qua. Có người thì ca ngợi và nói Musk xứng đáng, cũng có người cho rằng còn vô số nhân vật khác xứng đáng hơn một tỷ phú không đóng thuế. Được biết, không chỉ riêng tạp chí Time mà báo Financial Times cũng vinh danh tỷ phú Musk là nhân vật của năm 2021.
Musk hiện là người giàu nhất trên thế giới với tổng giá trị tài sản ròng chính thức lên đến 302 tỷ đô la. Riêng công ty Tesla, giá trị vốn hóa thị trường hiện tại là hơn 1.000 tỷ, cao hơn tổng giá trị của hai nhà sản xuất xe hơi nổi tiếng Ford Motor và General Motors cộng lại. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì California đã kiện Walmart vì vứt bỏ nhiều tấn rác độc hại mà không xử lý theo quy trình đặc biệt. Ngày 20 tháng 12, thì chính quyền tiểu bang California thông báo sẽ kiện nhà bán lẻ Walmart với cáo buộc đơn vị này thải bỏ hàng triệu mặt hàng là rác độc hại mà không xử lý theo quy trình đặc biệt. Tiểu bang California cho biết họ đã tiến hành 58 cuộc kiểm tra tại các máy nén rác ở các cửa hàng Walmart từ năm 2015 đến năm 2021. Kết quả cuộc kiểm tra cho thấy những vật dụng đòi hỏi phải được xử lý đặc biệt, ngưng lại, bị vứt ra ngoài, trong đó có pin, thuốc diệt côn trùng, các chất tẩy rửa, rác thải điện tử và thông tin bảo mật của người tiêu dùng. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang California là Rob Bonta nói rõ, không một ai đó vứt bỏ một cục pin hoặc chai xịt tóc đang dùng dở thì không ai nghĩ đây là vấn đề lớn. Nhưng với hàng chục nghìn cục pin, lọ đựng chất tẩy rửa và các loại rác thải nguy hại khác đã bị vứt bỏ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và cộng đồng. Căn cứ vào kết quả của cuộc điều tra, thì nhà chức trách tiểu bang California cho hay Walmart đã vứt bỏ trái phép cả triệu món đồ, tương đương với 72 tấn chất thải độc hại mỗi năm. Được biết, hồi năm 2010, thì tiểu bang California và Walmart đã thỏa thuận khoản tiền đền bù trị giá 25 triệu đô la do những hành vi xả rác thải độc hại tương tự. Tuy nhiên, văn phòng Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang California cho hay tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra. Walmart đã bác bỏ cáo buộc trên của chính quyền tiểu bang California. Đơn vị này cho hay, từ năm 2010, các cơ quan quản lý đã tiến hành 3.800 cuộc kiểm tra tại các cửa hàng và đã không áp dụng bất cứ khoản phạt nào theo luật kiểm soát chất thải chất độc hại của tiểu bang California. Điều này có thể chứng minh được hiệu quả của các chương trình xử lý chất thải độc hại của Walmart. Phần chia sẻ của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.